Các bạn, hôm nay mình bắt đầu tập thả diệc các bạn. Đây là một con diệc rất là đẹp các bạn. Nó bị khóa mắt rồi nên là nó sẽ không thấy được. Vâng. Đây, rất là đẹp các bạn. Ai có nhu cầu tập thả diệc thì mình trêu nó xem nó có mổ được không. Ôi dồi ôi, ôi dồi, khiếp quá. Đấy đấy.